cũng không dám qua, mập cũng không dám qua. con này lại rước ý sao. Ôi, ta bay qua bay lại, ta rước luôn á. Đó, trời ơi, nó bay, fan còn con kia không dám bay, cười không. Ý da, ta là mấy những người luôn. Qua anh kia luôn đi, qua đất luôn. Ai giỏi vậy hả? Trời ơi, không ghê không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, tự nhiên té mương rồi, té quyền sau lên, nó. Xin chào cả nhà, hôm nay đi chơi với hai con cún này nữa cả nhà, tôi có chia cái hả, nó đi thăm vườn của hai con cún cả nhà, hồi nó quay với chân không, mình không đi nó không chịu đi, không đi là nó cứ với chân không cả nhà. Thả rồi chứ không đi lại với chân không. Đi nó mới đi. Ừ, xuống đó đi, té mương như coi. Khùng lắm, dễ gì hết coi. Rồi đi, đi chơi. Rồi, nay đi thăm vườn với hai con cún nữa cả nhà. Cái nào mất rồi không biết. Ở phía sau hả? Có gì theo không? Đi theo không hay đi xuống mương? Đâu rồi? Đi, đi theo, chạy lên trước. Chạy lên trước đó, 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 đó. Chiều hôm nay đi làm về 5 giờ. Đi gần gần. Trời ơi, cái nó chơi như thế nó. Lật bình tới cho. Tới rồi, bỏ luôn rồi. Không kịp luôn rồi. Mất tiêu rồi. Rồi, cập. Nó chịu quá hả? Dạ. Hay gì hả? Đó, nó xuống mương vậy nè. Nó quẩn chân không à. Đứng lại cái bắt đầu. Nó cũng đứng. Thì nó phải lõm cho hai chân mà nó sẽ. Cái con này mà tập cho nó đi xen kẽ chân được cái này. Mình cho nó lại nhân tập. Đó, thấy chưa? Dạ, tiếp. Nó đi, nó sợ mình bỏ. Tiếp tục khám phá đi mốt về chủ mới người ta cho mình đi đâu. Bay qua rồi hết bay được đấy. Đấy cái một con bay qua hay quá. Đây còn con củi. Củi không dám qua, mập không dám qua. con này lại rước ý sao. Ôi, ta bay qua bay lại, ta rước luôn á. Đó, trời ơi, nó bay như phen còn con kia không dám bay, cười không. Ý da, ta ê lậu với người luôn, không hay nè. Qua được hai con. Đấy, đi chơi đi, chơi đi. Ôi, nó sợ. Mấy hôm qua nay mà cái lưng nó bớt trắng, hay thua luôn. Đi chơi tiếp. Rồi sao đi? Sao đi? Hả? Bị chặn đường thì sao đi? Đâu rồi? Tiểu thư đi chậm quá. Con này sợ.
đi 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 lắm không à, đau chân quá. Con cụi này nó mập, nó đòi ẩm không đến nổi. Rồi, tự nhiên té mưa rồi, té quyền sau lên, nó đi không nên thân, chầm, cảm ơn té mưa hay chưa? À, con gì, gì đứt cái bãi, tóm lại là con này cũng đứt. Không cẩn thận mà tính là
Vừa thì chơi nó cũng vui đi. Cái hệ thống mát cho chúng tôi. Nó tưởng là mình đi thẳng, nó đi bên kia, nó quên hết chỗ chơi. Trời nữa, thêm thằng này nữa. Nhanh vậy. Có cái cây gì mà sâu nó ăn chọc lóc luôn. Cái mũi ui, tới tiểu thư lên con. Trời ơi, lên quá, phần kia rồi. Cối. Cối. Cối nó bên kia kìa. Nó qua hết đời kìa. Nó đi theo, không không. Đi vậy đi cho không bị té. Tên tiểu thư lên đây tới mừng rồi đó, đi nha cối. Thì chúng quay lại cho cái nhà xem cho cái nhà chủ đề gì mới nha. Xem những cái con cũng dễ thương khôn lắm cái này nè. Ok anh chưa đó hí hí qua con qua đây qua đây vô nè qua vô nè đi 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 đi. Nó qua được rồi đó. Về. Về thôi. Về thôi, về thôi. Ừ, đã về đến nơi rồi. Cái nơi an toàn nè. Té mưa có hai lần nè. Để đi cầu luôn đi. Qua cầu này về. Té mưa có hai lần nè. Cầu bên kia, cầu bên kia yếu đó. Dạ. Ờ, nó đó lại. Nhà tại nó. Qua bên kia luôn đi. Qua đất luôn. Ở giỏi vậy hả? Trời ơi, không ghê không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con nhân tiểu thư nó hay ghê, giỏi ghê. Chú cội qua đây, chú cội qua đây. Cội, cây cội, cội sợ, cội nhát lắm. Cội nhát á, hồi nãy không biết sao lọt mương. Qua đây, qua đây. Bởi vậy lọt mương về sợ rồi. Tới đó à, nó được tới đó à. Cứu. Ở đằng sau lưng nè. Cứu. Bây giờ ba con bé một lượt. Rồi. Rồi xong về thôi. Sao mình đi chơi vô chơi với chị luôn. Để chân sạch sẽ cho luôn mình vô đằng chơi. Nó lại nè, nó kêu lên mình nè. Rồi rồi, bỏ bé này vô cái trời ơi, dơ em mày. Đi, ốc rượu. Thôi, đừng ngăn thêm em. Ủa đâu rồi? Đi. Ôi, rửa cái đi dơ quá. Ê, tập hợp đi, tao có mồi nè. Tập hợp coi. Tập hợp đi nè, một rổ xuống nè, một rổ đồ chơi nè. À, đã luôn đó. Đó, có con đó mang một cục đi. Mê bà cái này lắm. Đây là bổ sung thêm canxi nè, lipid nè, chất béo nè, khoáng nè. Ta đã đó đó, con đó nó mang một cục đi. Ủa mới mang đi rồi mà. Trời ơi, con Pepsi nó mang lên cái chỗ ngủ của nó luôn rồi. Ghê thật. Đó. Mấy con này cặp tại chỗ đó. Một thằng
một cục mang đi hết rồi, nhiều mà nay nhiều gì vậy con biết mang không ơi, hồi nãy bị té mương, té mương cái thằng đó không có té mà nó lại ướt tại nó đi với mưa. Rồi bây giờ mỗi thằng một cục, quay coi thằng này có một cục rồi nè, cục nè ôi nhỏ xíu vậy, có thằng này cục bự nè, thằng này ngon nè, nó lên mằn mò cái bụng này sệ sệ rồi đó. Đâu rồi còn biến ra đâu rồi, thầy con bông ơi, cái con này nhỏ mà sao mang cục bự vậy đi á, trời ơi hung dữ không, bò cổng bò cổng bò cổng súng ghê không. Mấy cái xương này mềm lắm nè. Ôi cạp đã luôn á. Ôi. Nó biết ăn nó nhát. Trời ơi còn con Miranda cái bụng nè. Cái bụng vậy leo lên trên nở không à. Miranda. Ê ê trời đất ơi. Nhảy thấy ghê mày. Cái bụng thấy thương quá. Đó, một thằng một chỗ trên nè. Đó, cái thằng này nó mang ôi nó cái thằng Miranda nó đi lấy thêm, nó bỏ lên trên nữa kìa, trời ơi quá trời luôn. Hôm nay quay ba cái xương này không biết có ảnh hưởng gì không. Thấy ghê quá. Biết rồi nè, em cầm nghiêng qua cho đó, biết rồi nè, nhưng mà nó thôi con tiểu thư biết gặm cưng ghê. Thấy cái điện thoại cái nó bày đặt đi qua đi lại đừng lấy hình hả mày, nó che camera mất tiêu á chứ, nó đi qua rồi đi lại nó lãng không. Nữa. Trời ơi, cái chú rung này kỳ quá. Nó cũng biết nè. Nó cũng biết cặp xương. Một cây kiếm. Cái con này có con này không biết ăn rồi đi sàn qua sàn lại trước ống kính được không? Còn mấy con kia con nào cũng hạng cục chơi rồi đâu có đòi đâu. Cái thằng Miranda này hai cục luôn. Còn mấy thằng này nành nào đấy con cộng cục hết. Đó, thằng này chơi cục bụi chán luôn. Nhỏ mà khoái cục bự không. Còn mấy con trên đây nè. Cạp khí thế trời. Nó chỉ cần cái xương này thôi à. Chứ nó cũng không cần đó, nó có xương rồi nó không cần thức ăn luôn. Mấy cái này nó mê hơn nữa. Xương sụn mềm lắm đấy nè. Cái này không sao, mình đừng có cho nó xương ăn mấy cái xương ống. Xương ống nhiều khi bể cái xương ra nó có cái đầu bén. Còn mấy cái xương này nó cứng, nó mềm mềm vậy, nó cạp, mày răng của nó với nó giỡn. Với nó cũng có canxi, mấy cái sụn này cũng tốt, cũng có dinh dưỡng. Đây là phần thưởng mỗi buổi chiều lâu lâu mới có thôi. Còn bình thường cứ ăn hạt với thức ăn được cung cấp. Mỗi thằng gốc hết trơn. Tiểu thư này nó ăn thấy cưng. Hai chân nó dịnh nó bở, nó ăn miệt mài. Còn cái chú này là không có ăn gì ta, người ta không có phái miếng nào. Rồi ăn đi nha.
Rồi bạn nào xem cái bụng con này coi đó, dự đoán nó bao nhiêu con nha. Nè, ghê luôn á đó. Đụng tới nó khều kinh lắm. Mai mốt bạn nào đặt một vé con của nó thì báo nha. Chứ cái bụng này cũng nhiều, ít chuyện phải 4-5 con à nha nhà ơi. Rồi chiều hôm nay thư giãn với đàn cúng. Như đây được rồi cả nhà. Bây giờ cho nó ăn thôi. Nó tự ăn. Hai con này thả vô chung luôn. Cả nhà nếu thấy dễ thương thì nhớ hãy cho một like, một chia sẻ, một bình luận nữa cả nhà. Nhớ đăng ký kênh nha, để theo dõi cái đàn cúng của mình và bình luận xem cái loại nào dễ thương, con nào dễ thương. Nếu thấy thích thì cho một like. Bye bye. Bye bye nha, ăn nha. Nè, nhìn gì? Kiếm gì? Bye bye nè.